Có TV xin kính chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mình từ thành phố Hồ Chí Minh xuống nhà của nạn nhân Hồng, một trong hai nạn nhân trong vụ án xảy ra tại bưu điện Cầu Voi, xã Vị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Dù vụ việc đã xảy ra hơn 12 năm nhưng mà vẫn chưa khép lại vụ án, và Hồ Chí Hải được hội đồng xét xử vụ án nhân dân tối cao bác đơn kháng cáo và tuyên y án tử hình sau 3 ngày xét xử tại Hà Nội. Thì mình tiếp tục xuống nhà của nạn nhân Hồng để trao đổi và hỏi về ý kiến của gia đình xoay quanh cái vụ án để cho các bạn có cái nhìn đa chiều hơn. Bốn đứa. Dạ. Vậy Hồng là con thứ mấy chứ? Thứ hai. Dạ. Trước thì sau khi mà mới đây thì tòa án tối cao ở Hà Nội nó xét xử Hồ Duy Hải á. Tôi cũng không có câu đâu. Dạ, chú có theo dõi tin tức không? Không. Không có, tại vì bây giờ nó quá dạ. Quá là lâu, kiểu như mình giao cho lời khoát rồi, mình giờ mình câu còn đây thêm đau lòng thêm nó cứ nói gì đó. Dạ. Dạ. Tòa thì nó bác kháng cáo và nó tuyên y án là Hồ Duy Hải là hung thủ và nó xét án tử hình á. Dạ. Thì về phía gia đình mình thì mình nghĩ Hồ Duy Hải có phải chính là hung thủ chính xác không, và pháp luật nó xử đúng người đúng tội không? Theo về cái quan điểm của chú như việc gia đình mình. Quan điểm tôi cũng đâu có gì đâu. Kiểu như là giờ hả, nếu mà ta mình người nông dân còn người ta đại diện cho luật pháp thì người ta biết, chứ còn mình không có rành. Dạ. Mình không có rành. Chú thì nhớ cái giây phút mà lúc xảy ra sự việc không? Như phút ở dạ, nhà mình dạ. Nhận biết cái ngày mà xảy ra cái vụ việc á, thì gia đình mình nhận được cái thông tin từ công an như thế nào? Không, tại cái đó là luật pháp nó kiểu như luật pháp, công an nó làm việc chứ mình người dân thường làm sao mà biết được. Dạ. Không, cái ngày mà cô với chú mà nhận được cái tin bùng thông tin từ bưu điện Cầu Voi thì đó là... đó giờ ở trong nước, toàn nước mà đều biết chứ đâu phải một người riêng tôi. Dạ. Kiểu như gia đình là toàn nước, toàn nước Việt Nam chứ đâu phải riêng tôi mà không biết. Dạ. Từ lúc xảy ra tới giờ thì gia đình của Hồ Duy Hải có tới thăm hỗ trợ gì thế này? Hiển cũng có xuống thời gian cái tuyên án tử hình nữa. Mà đã xử rồi mà sao mà đã là tối cao mà xử rồi bây giờ sao nữa, giờ mấy chú xuống làm sao nữa? Giờ tối cao xử, nhưng mà phía gia đình của Hồ Duy Hải đang nói là bị oan và tiếp tục kháng cáo gửi lên chủ tịch nước rồi đó. Thì bây giờ hả, nếu mà giờ hả quan, hả nếu bên kia quan thì người ta có chứng cứ gì người ta mới kêu quan. Dạ. Thì bây giờ hả, nếu mà mấy chú rõ ràng mà bên kia có mấy chú mà có rành rọt á, thì mấy chú lên cái những người như bên Bà Lon á. Dạ. Là người ta có chứng cứ mới, hay hoặc giả là như thế tỷ người ta trong gia đình đó có một người, thêm một người nữa, mà kiểu như có một mình Hồ Duy Hải thì chưa đủ nhiều thứ như vậy. Yeah. Thì giờ hả mấy chú rành là lên trả hậu, còn cái này nó đúng ra người bị động không rành chú. Rồi cái lúc mà chị Hồng với bọn sống á, thì chỉ có người nào dẫn bạn trai rồi gì? Cái chuyện riêng tư của, yeah. Lúc mà người công dân ở trên 18 tuổi là ở quyền riêng tư. Dạ. Cũng không nên chen vào. Mình còn... là trách nhiệm người cha, không có quyền tranh vô trong chuyện đó. Dạ. Còn có anh Nghị, anh Son nữa đó, là có hồi nào mà về nhà mình chơi gì không chứ? Bạn học. À, là bạn học luôn hả? À, bạn học. À. Đây nguyên một cái khu bạn học. À, cả Nghị và Son là bạn học. Bạn học. Còn Hồ Duy Hải có phải là bạn học không? Mình đâu có. Đó à. Là kiểu như là người địa phương. À, nếu biết chứng cứ hay là cái chuyện gì á là ngoài công an
chứ còn có cũng... lên rồi thì cũng muốn xuống hỏi gia đình mình một tí thôi. Tin tôi cũng gia đình tôi cũng mong cái vụ án này hả nó mau chết lại cho rồi chứ cứ để xảy ra tồn tại để hỏi chứ ít lâu cái nó này ít lâu cái kia cái xong nó không nói là nếu mà nó là nó xong rồi mẹ nó hả chạy lo đủ thứ kia nọ giờ cái dài của nó ra tới 12 năm. Dạ. Thì đấy cái chuyện đó thì để luật pháp mà biết. Chứ còn như tới tỷ giờ tôi cũng không biết gì để nói thêm cái mình một người dân mà đâu có cái thông tin gì người bị động rồi chứ đâu phải người. Chị Hồng là con thứ mấy trong gia đình? Cái lớn tôi. Ờ, cái đầu. Dạ. Ừ. Chung sự việc nó xảy ra cũng đau lòng quá, một vụ án nó cũng kéo dài. Kéo dài. Dạ. Thì mong đâu nó xếp lại cho rồi để khơi đi khơi lại hoài. Cô cũng mong muốn gia đình mong muốn là luật pháp rồi tìm đúng người xử đúng tội đúng không? Rồi, lấy lại công bằng cho cô gái. Chứ sao? Thì giờ xử xong đúng người đúng tội thôi chứ mình cũng ví dụ nó có qua thì có người ra tới nó thì ta thả nó có gì đâu? Dạ. Tìm nhân chứng mới được thì còn bây giờ. Theo như bên gia đình tôi với gia đình anh tôi là kiểu như là không có gì mà để nói nữa. Dạ. Tại vì nó đã 12 năm rồi. Không lẽ luật pháp mà cái căn công bằng nó không có. Chứ cái đĩa cái lá dây dưa miết cũng mệt gia đình mà. Mệt mỏi. Cũng như chú là sao mà chú biết đó là đúng hay là sai. Còn của tôi là cũng người dân bình thường như chú, thấy không? Cũng đâu có cái gì mà để mà biết được. Xưa gì Hồng đi làm đó giờ có hai cái gì không chú? Hay về nhà gì cho không? Thì cũng như là chị em nó về ngoài gì đi. Hai tổ nhau về. Dạ. Mới về mấy bữa rồi. Dạ. Chú có nhớ cái lần đầu lần gặp cuối của với chị Hồng đầu nhớ nào lâu quá không quá 12 năm quá lâu chứ mấy năm nay thì hồi gia đình hồi Duy Hải cũng không tới gì nữa chứ ngày xưa rồi xảy ra thì có tới thăm hỏi không thì xuống được mấy tháng. Yeah. Xuống kiểu xuống rồi được mấy tháng mà kêu án rồi bạc tin tới đây tới thì nó kéo dài cũng kỳ tích mọi người cũng muốn tìm ra cái hung thủ để lấy lại công bằng cho chị Hồng và chị Vân thì cũng được rất là nhiều sự quan tâm và báo đài cũng đang theo dõi vụ này. Khi mới xảy ra như vậy thì chú cũng không có theo dõi tin tức khi báo đài thì dân à, khi nào tôi thôi. Dạ. Mình tôi được ao đào thêm chứ có dạ. Ít tích sự gì. Mình giao cho luật pháp rồi còn nhờ luật pháp giải quyết cho anh quyết. Dạ. Chứ còn đối với tôi là như vậy đó. Chứ còn không có thấy vụ án này. Thậm chí là thậm chí là người con nít nó cũng biết mà làm gì mà xã hội này không ai biết không chi là không quạt tại hỏi thì thêm thông tin vậy chứ còn cũng không có gì mà mới nếu mà nó hô là người kia mà, bên kia mà nó có chứng cứ mới thì nó đã lên đài rồi nó báo với công an còn cái chuyện mà báo đài tôi mố cối báo chính thống rồi sao chứ còn cái như công an rồi vô rồi nói chuyện rồi những ái rồi sao chứ hầu như thông tin tôi cũng không không có câu không có câu tới luôn thì giờ tôi cũng mong gia đình tôi cũng mong là
mong sao các nó xử sao cho đúng người đúng tội nha, để qua như con tôi thôi. Dạ. Chứ tôi giờ đó, hả cũng nhờ pháp luật thôi, chứ kiểu tôi mà ra không biết gì hết trơn á. Có rành không biết mà cái gì chuyện gì cái chuyện tới đó nữa. Dạ. Thì kiểu như là khép kín lại, là kiểu như là mình không còn cần quan tâm cái chuyện đó. Dạ. Mình sống một cái chế độ thì cái chế độ đó là bảo vệ cho người công lý. Bây giờ tôi giờ đã giao cho luật pháp thì luật pháp đi. Dạ, để luật pháp tôi để nó để làm gì, được gì, tích sự gì. Khó đang đứng trước bưu điện Cầu Voi, nơi xảy ra vụ án khiến hai cô gái tử vong. Và đây là có một cái bà cô là đang đem trái cây ra để cúng này các bạn. Thì cái bưu điện Cầu Voi này trong suốt hơn 12 năm qua, từ khi xảy ra vụ án thì không còn hoạt động nữa. Và cánh cửa và đang khép im lìm nha. Và nơi đây là đang có một cái bà cô là chuẩn bị dọn hàng ở đây bán nè. Ở đây bán hộp vịt lộn, gỏi cuốn và sâm lạnh nè các bạn. Cô cúng bơ trái xoài nha. Và đây là cái bưu điện Cầu Voi và vẫn đang giữ nguyên như vậy. Ủa ngày nào cũng cúng hả cô? Ngày nào cũng cúng vậy hả? Ủa cô mới dọn về đây bán hả? Phía trước bưu điện Cầu Voi này mình thấy đã sạch sẽ hơn, tại vì có cô ở đây bán nè, nên dọn dẹp cũng được sạch sẽ. Ở đây buôn bán có được không? Cũng được. Dạ. Đây ra đó không bị gì. Dạ. Ở đây anh bán tới mấy giờ cô? Ăn sớm nghỉ sớm, ăn trễ nghỉ trễ. Còn ở bên đây là cái bên hông cái bưu điện Cầu Voi các bạn. Phía trong này nè. Cửa đóng im lìm luôn. Đó. Còn đây là cái khu vực nhà vệ sinh mà nơi mà phát hiện nạn nhân bị sát hại các bạn. Cái này là bên này là không ai vào hết. Đó, cánh cửa đóng im lìm luôn. Ở ngoài này là có một cái cánh cửa là đang khép im lìm luôn nè. Cánh cửa sắt dưới này đã rỉ sắt rồi các bạn. Và ở phía trong thì có nhà vệ sinh các bạn ơi, các bạn nhà vệ sinh mà đang mở cửa kìa. Vụ án đã xảy ra hơn 12 năm rồi nha.